Chào mừng quý vị đến với chương trình A là Triệu Phú. Chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi số 10. 이 사람의 형과 동생은 몇 살 차이가 납니까? 우리 형제는 모두 삼형제예요. 형, 저, 동생 이렇게 아들만 3명이에요. 형은 저보다 3살이 많고 동생은 저보다 2살이 적어요. 아, 5살. 네. 2살. 세. 4살. 네. 3살. Cháu có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Bạn muốn tiếp tục hay dừng cuộc chơi?